Ok, hello, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp nối với lại cái series mà chơi Gacha Box. Thì lần trước là mình đã chơi cái Gacha Box xa lánh, con nợ xa lánh với lại hộp quà Gacha đỏ rồi. Thì không có lý gì mà mình không chơi nốt cái hộp quà xịn xò nhất Gacha Luxury này để đối đầu với lại con Football Gargantuar anh em nhé. Thì thử xem trong cái lần này anh em mình chơi cái hộp quà Football Gacha Box này, cái Luxury này thì nó sẽ như thế nào anh em ạ. Với cái hộp quà mà nó xịn xò như thế này ấy, thì anh em mình chỉ cần tới 3 hộp quà thôi để đánh với lại con Football Gargantuar thôi, chứ không cần quá nhiều. Cần quá nhiều thì nó lại thành ra hơi khó cho zombie. Ôi 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 ôi, vãi cả nho thật. Ôi vãi cả nho thật, con ngôi sao vừa rồi nó gây đam cho con Football Gargantuar này gần chết luôn ạ. Ui, gần chết luôn anh em này, gần chết luôn mà. Thiếu tí đam nữa rồi là chết rồi đấy. Nhưng mà thiếu tí đam nữa thôi là xong rồi. Nhưng mà may cho con Football Gargantuar là mình đặt nó ra chậm đấy. Nếu như mà nó được mình đặt ra sớm thì có khả năng là nó chết rồi. Ok ok, đặt lại này. Với cái hộp quà xịn này thì chúng ta chỉ cần 3 hộp quà thôi. 3 hộp quà là quá ok rồi. Ôi, win luôn, win chặt. Phát này win chặt anh em nhá. Phát này là chắc chắn win luôn, bởi vì sao? Bởi vì có cái cây hút zombie như kia rồi thì không win được thì hơi phí. Đấy, win chặt luôn. Win luôn, nhưng còn gì nữa. Win thôi. Ơ kìa, hút đi. Ơ kìa. Ơ không hút à? Ơ sao cái cây hút não kia nó lại không hút à? Ủa, có gì đó sai sai nha anh em. Ủa sao cái cây hút zombie này nó lại không hút vậy? Why? Tại sao vậy? Sai sai ở đâu ấy nhở anh em nhở? Tại sao nó lại không hút ta? Đáng ra nó phải hút chứ. Ồ, con này con qua cái MP thử xem là có ăn được không. Nghe chừng là không rồi. Thiếu đam rồi. Ui, chơi 3 hộp quà Gacha Box Luxury này mà nghe chừng khó thế nhở. Tại vì nếu như mà nó ra được những cây plan mà ngon ấy thì anh em mình mới có thể cơ hội có thể win được. Chứ mà ra mấy cái cây lỏ lại đều thì thôi chịu. Đây. Pha này thì win luôn. Có con đấm Cupid này thì ok, win luôn rồi. Ok thì nhỏ đi nha, mình triển khai đợt tiếp theo luôn chứ còn gì nữa. Nào. Đây, win luôn. Win chặt, bởi vì sao? Ngoài các NP và Hamburger mà còn không win nữa thì bao giờ mới win? Có Hamburger mới lại có qua các NP rồi mà không win thì bao giờ mới win? Đúng không anh em? Win là phải win chặt luôn chứ còn gì nữa. Ôi giời ơi. IMP à? Ôi vãi cả nho thật. Cái IMP này thì chịu rồi, không có con bắn đuổi làm sao mà win được. Phải tiếc tê à. Đây chứng tỏ là pha này vẫn chưa win anh em nhá. Pha này vẫn chưa win, mặc dù là giết được con Football Gargantuar nhưng vẫn chưa win được. Do là bị con IMP nó cắn trộm. Cày ê. Ai, pha này thì có Queen Sunflower với lại con Gonut khổng lồ băng thì không biết là có ăn được không. Mình nghĩ là pha này không ăn được đâu. Thiếu đam. Bởi vì do là con Queen Sunflower kia chuẩn bị chết rồi, chết. Còn con Gonut khổng lồ băng này thôi. Trụ được 8 phát đập của con Football Gargantuar được không? Ô, thế mà lại win được này. À, do là khi mà con Queen Sunflower kia nó chết đi thì nó vẫn còn để lại cái hiệu ứng đốt trên con Football Gargantuar nữa. Mới lại con đèn kia nó cũng làm độc nữa anh em ạ. Có cái acid. Con này nó gây acid, con này này. Đó, nên là có thể win được. Chứ không thì chắc là cũng không thể win được đâu. Ok, phát tiếp theo. Phát này thì hơi lỏ nha. Phát này thì đánh giá là hơi lỏ. Ôi lỏ thật. Thôi làm lại luôn. Có mỗi con nhưng mà từ để yên xem là nếu như mà để cho một mình con Grumber kia nó solo thì nó có thể ăn được con Football Gargantuar này không? Thử xem anh em nhé, chứ mình dự đoán là thua chắc rồi. Ôi giời ôi. Không bắn ra bơ thì làm sao win? Phải bắn ra bơ thì mới có cơ hội win, nhưng không bắn ra bơ thì chịu. Đây, tên này xem nào. Tên mới xem nào. Ôi, pháo băng à? Pháo băng. Ôi. Bắn được một phát pháo băng xong thì hết rồi còn đâu. Ui giời ơi, bắn xong phát pháo băng là coi như là hết đam rồi. Ấy, hết đam luôn rồi, đóng băng. Không còn thời gian để mà ấy luôn ý. Con này chạy nhanh lắm. Không hồi kịp đâu. Mình nghĩ là pháo ngô của mình nó sẽ không hồi kịp. Nếu như mà nó hồi kịp thì còn có may ra mà còn có cơ hội gây đam, chứ còn nếu như mà nó không hồi kịp thì chịu. Hình như phải mất 25 giây hay là 30 giây nó mới hồi cơ. Mà làm gì có chuyện từ nãy giờ nó không đủ. Đấy xong rồi. Thua luôn. Đây, Thua luôn rồi anh em ơi, thua luôn rồi. Thua rồi, thua. Pha ấy, thế thì chịu. Rồi đặt tục quà, nhổ cái này đi, đặt tục quà trên này. Đây. Trời ơi, ui giời, ui rồi 3 cây xịn đấy. Ra đây quả 3 cây xịn vãi nho luôn, mà. 3 cây xịn vãi nho luôn mà. Ra con hoa thần tài với con Cupid, con Groom Shroom quá ngon rồi. Ôi. Sao toàn Groom Shroom bơ thế kia. Có thêm một con Boring Guru để bổ trợ đam. Cũng được, cũng ok. Đừng nói là có thể, đừng nói là không thắng được phát này nhá. Phát này mà không thắng thì không biết phát nào mới thắng đấy. Phát này mà không thắng thì không biết phát nào thắng đấy. Bơ đâu? Ơ kìa, bơ đâu? Sao con Groom Shroom nó không bắn bơ vậy? Cái gì đây? Cái dấu hỏi lớn nhất đặt ra là tại sao con Groom Shroom nó lại không bắn bơ? Ơ kìa, bị làm sao ấy nhở? Bị làm sao nhở? Hamburger với lại hot dog này, phát này thì chắc là ăn được. Nếu sao phát đấy có hai con, cả hai con Groom Shroom nó đều không bắn bơ anh em nhá. Bị gì đấy? Tại sao lại không bắn? Nó phải bắn bơ thì mới win được chứ. Ồ, phát này mình nghi thua lắm này. Phát này thua vì con IMP rồi, chắc chắn luôn. Con IMP nó cứ gặm này là mình thua rồi. Nó đang gặm con hot dog đấy. Nó mà gặm con hamburger thì còn đỡ, nhưng mà gặm hot dog này coi như mình thua. Đúng thật luôn rồi anh em ạ. Thôi sao? Thua. Phát này thua. Phát này không đỡ được. Con IMP này lắm lúc nó thả rất là khó chịu nhá. Lắm lúc nó thả con IMP rất khó chịu luôn. Không đánh nổi luôn mà. Đứng ở giữa này thì làm sao mà mình bắn được. Thôi reset đi. Cày thật. Con IMP lắm lúc khó chịu ra phết đấy chứ, đùa đâu. Cứ tưởng là nó không nó yếu thì không khó chịu, nhưng mà nó cũng vãi cả nho lắm đấy. À, đam như thế này à? Đam như thế này thì không biết là có ăn được không. Có con ngôi sao sắc màu kia thì nó chỉ có thể làm choáng được một lúc thôi này. Còn lại đam thì vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào con dư hấu. Làm choáng rồi đứng im một lúc. Nào xem nào, dồn đam đi. Bắn đi. Cố lên. Ui, nghe chừng là thua đấy. Nghe chừng là thua hết choáng này. Hết choáng này. Ôi thua rồi. Ui, hên thế. Ui, nó giơ cái quả bóng, bầu dục lên rồi, nó định gõ rồi mà con dưa hấu nó carry lại được kìa, nó clutch lại được kìa. Tuyệt vời. Một pha clutch có thể nói là điểm 9 điểm 10 luôn đấy chứ. Ôi, win chặt nhá. Có Queen Sunflower, còn dưa hấu vàng kim ấy thì win chắc, không thể nói là thua được. Pha vừa nãy công nhận hay. Pha vừa nãy con dưa hấu mèo là công nhận là hay anh em ạ. Pha đấy carry dam hay quá, clutch luôn mà. Clutch quá tuyệt vời luôn. Ấy, pha này thì sao? Pha này thì ăn được chứ. Pha này làm gì có chuyện không ăn được đúng không? Ôi giời ơi, còn thua cả con dưa hấu mèo vừa nãy. Ê ơi, thua cả con dưa hấu mèo vừa nãy luôn kìa. Mặc dù là hai con cây rất là xịn. Ê, chê vãi. Trưởng phát này thì win chặt rồi. Ui, hai con Cupid tình yêu. Phí thế nhở? Tại sao pha vừa nãy có con Queen Sunflower với lại con dứa vàng kim rồi mà lại còn để thua? Sao khó hiểu vậy? Khó hiểu vậy ta. Không hiểu tại vì sao luôn ấy. Tại vì sao của MC Ki luôn ấy. Mà ai sợ thì đi về à? Thật. Rồi, đập đi, cứ đập đi. Một phát nút nổ. Rồi, khóa con này trong đây một lúc đã. Rồi, đứng đây một lúc đi. Bao giờ cái lồng kia nó hết? Thì mình mới có nguy cơ. Từ cái lồng nó mà hết là mình thua luôn đấy. Một quả Boring Guru nữa. Một quả Boring Guru. Ôi trời, quá tuyệt vời. Nó lại ra quả Boring Guru nổ thì tuyệt vời quá còn gì nữa. Ngon. Quá tuyệt vời. Ô lại dưa hấu mèo. Ô có cả hộp quà xa lánh kìa. Từ từ cho nó một phát bom nguyên tử cái đã. Đây, bắn thẳng mồm nó đi. Cho nó phát bom nguyên tử thẳng mồm luôn. Nổ. Rồi. Dưa hấu mèo. Làm gì đi dưa hấu mèo. Ô, kịp kìa. May quá gây kịp đam kìa. Hên thế, pha vừa rồi mà không gây kịp đam thì thua đấy. Nhưng mà may là có thể gây kịp đam kìa. Hên quá. Ôi, pha này thì cũng chưa biết chừng nhá. Pha này thì tỷ lệ thua rất là cao luôn. Pha này tỷ lệ thua thì cực kỳ cao luôn, còn không biết là có thể ăn được không. Tỷ lệ thua đang là 90%, còn tỷ lệ thắng thì chỉ có 10% thôi. Thì thử xem nó có ăn được không này. Không, ăn thua rồi. Thua rồi. Phát này thì thua thật. Do là con Gargantuar cái đam không đủ to để có thể dồn đam con Gargantuar Football này. Cay dạ. Mặc dù đó con Gargantuar là một trong những con plan cũng rất là mạnh đấy, nhưng mà như thế này. Ui, cây như này thì làm sao đánh? Cây này đánh kiểu gì? Ê, ra quả cây vách cả nho thật. Ui rồi, cây như thế này thì cũng làm sao đánh? Trời ơi. Ra cây nó xịn xịn vào tí được không? Ô lại dưa, ô lại dưa, lại dưa, lại dưa. Thử xem nào, dưa xem nào. Xem dưa xem nào. Xem dưa xem nào. Nào, đóng băng lại, đóng băng nó lại. Đóng băng nó lại, đúng rồi. Gây đam, gây đam, gây đam. Gây đam, gây đam, gây đam. Đúng rồi, gây đam đi. Ui, win đấy, win anh em ạ. Tơ này win đấy. Tơ này win đấy, tơ này win đấy. Có thể, có thể. Nói chung là con dưa hấu kia thì nó vẫn phải là cây đi đam rồi. Con dưa hấu này nó vẫn phải là cây đam chính. Ok. Nào, nhỏ đi, nhỏ đi. Sang phát mới nào. 1, 2, 3. Ồ, cây như thế này à? Cây như thế này thì mình cũng chưa biết chừng được. Cây như thế này thì để xem anh em ơi, cây như này để xem. Để xem là con ốc sen kia nó có làm cho con Gargantuar Football này nó đứng im được cho bao lâu này. 1, 2, 3, chắc là mấy giây. Xong rồi, đập phát nữa. Đóng băng thêm phát nữa. Ô, win được đấy. Khả năng là win được đấy anh em ạ. Khả năng là win được đấy. Đang bị con ốc sen kia nó làm đứng im kìa. Đấy, khá là ngon luôn, là nó băng luôn. Ngon quá. Đấy, con tính ra là con ốc sen đấy. Con ốc sen là nó gây hiệu ứng băng là ok phết đấy. Làm ra bi đứng im luôn một lúc. Ô, đại pháo à? Đại pháo hamburger, sau này còn cả dưa hấu vàng kim. Đùa nhau à? Thì win chặt rồi. Win chặt rồi, không win thì nữa thì thôi, không biết nói gì hơn đâu đấy. Pha này mà không win nữa chịu anh em ạ. Pha này không win nữa chịu. Pha này thực sự luôn đấy, nhưng mà không win thì chịu. Đặt thêm một con Football Gargantuar nữa này. Ấy. Ấy, pha này mà không win nữa chịu chứ còn gì nữa. Làm sao mà còn có cái ngôn từ gì để mà nói nữa đây. Pha này thì từ từ nha, pha này thì từ từ nha. Pha này từ từ nha. Ôi, thế tên này là anh em mình đánh 3 con Football Gargantuar. Ai chả. Ôi. Ôi, gặm con gì đây? Gặm con gì đấy? Ôi, gặm dưa bằng kim à? Ôi giời ơi kìa. Trận đấu đang hay, đang cuốn, nó bị con IMP này nó phá. Ê, bị con IMP nó phá này. Tham quá, đánh 3 con Gargantuar, 3 con Football Gargantuar phát này. Hơi tham, thôi làm lại. Pha đấy hơi tham thật anh em ạ, pha đấy hơi tham thật. Nếu như pha đấy mà mình không tham mà mình chấm dứt ngay từ con Gargantuar Football Gargantuar thứ hai thì là anh em mình đã win rồi. Đỡ phải chơi lại rồi. Cay thật. Nhưng thôi không sao, ai mà chả tham, ai mà chả có lúc tham. Ui, cây ngon đấy. Cây như này thì win chắc còn đâu nữa. Quá ngon, quá ngon, quá ngon, quá ngon. Rồi, bỏ cây này đi. Bỏ cây đi, bỏ cây đi. Oh my god, oh my god. 1, 2. Ấy. Riêng cái tên này là phải đánh 2 con Football Gargantuar. Đóng băng một phát nào. 3 con đi. 3 con luôn cho nó máu. Ôi. Ô kìa. Ô kìa, lại IMP à? Con IMP lại là nó. Nhưng mà tên này chắc là mình không sợ con IMP đâu. Mình vẫn còn đam được dưa hấu nên là không cần phải lo. Ok, win. Pha này thì win được. Đánh mặc dù đánh 3 con Football Gargantuar nhưng mà vẫn có thể ăn được anh em ạ. Đấy, nói chung là tùy vào cây thôi. Cây nó mà ra kiểu hên thì anh em mình đánh sẽ rất là hên. Ôi, tên này thì chịu nhá. Tên này, cây như này thì chịu nhá. Mặc dù là những cây đấy là cũng thuộc dạng ngon, thuộc dạng tốt đấy, nhưng mà không ăn thua. Ê, cặp đôi này à? Cặp đôi này thử xem nào. Có làm chậm, có đẩy lùi, có gây đam. Ok, thử xem là ăn được không. Ui, ném IMP thì khó rồi. Ném IMP thì hơi khó nha. Ném IMP. À, ăn được à? Ai chà, combo này ăn được ấy. Có không, chưa có làm chậm rồi là có cả gây đam, đẩy lùi nữa. Ok ngay. Ồ, như thế này à? Ôi, 2 con dưa hấu luôn. Con dưa hấu mèo với lại con dưa hấu vàng kim thì tuyệt vời. Win luôn. Không nói nhiều, tên này mà không win thì như nào mới win. Đấy, đấy. Cứ dã dưa hấu ra như thế này thì đố nó chả ăn được. Cho một phát dưa hấu. Dưa hấu rơi. Đúng rồi. Trời ơi, con nhìn vào phê nhá. Mày làm tao mất mấy trận thắng rồi. Lần này Làm sao mày có thể làm được nữa? Tùy từng trận thôi chứ. Ồ, này thì không ăn được rồi. Có mỗi con ăn nhưng mà từ từ, bởi vì con dứa vàng này nó có tỷ lệ thôi miên nên là cũng chưa biết chừng, mình cứ thử test đi. Nếu như mà nó thôi miên được thì ok. Ôi không thôi miên được rồi, pha này không thôi miên được rồi anh em ơi. Pha này không thôi miên được thì là khó. Nó phải thôi miên được cơ, nó phải có tỷ lệ thôi miên cơ thì anh em mình mới có thể win được. Chứ còn một con dứa vàng kim này không thể giết được con này chứ. Đấy, biết ngay mà không thể giết mà. Còn con ốc sen này thì không gây đam được rồi nên là chịu nha anh em nhá. Phát này thua. Có những cái tên mà cứ tưởng win cơ nhưng mà không win được. Có những tên thì suýt thua rồi nhưng mà lại win, ảo thật. Chơi cái này nhân phẩm mà. Chơi này thú vị, nó cuốn mà anh em, cuốn hơn so với việc là anh em mình chơi bình thường nhiều. Ấy, ui giời, win luôn. Tên này có con Cupid tình yêu nên là carry luôn. Thôi miên luôn là hết đường chơi còn đâu nữa. Ê, tiếp này, tiếp để đây này, Groom Shroom à. Ai, hai cái cây này thì mình phải chờ cho cái hoa kim cương kia nó nở thì may ra mình cũng có thể giết được con Football Gargantuar này ở trong cái tơn này, còn không thì cũng khó. Phải để cho con kim cương kia nó nở hoa lên thì anh em mình mới có thể đánh được anh em ơi. Chứ còn không là khó ấy. Chờ 30 giây. Chờ 30 giây anh em nhé, chờ 30 giây. Sắp rồi. Nhưng mà cơ bản là vừa nãy anh em mình bị cái tình huống là con Groom Shroom kia nó không bắn ra bơ. Mà nếu như mà nó không bắn ra bơ ra ấy, thì anh em mình thực sự là khó để có thể gây đam đấy. Bởi vì con hoa kim cương kia nó cần có thời gian để cooldown rất là lâu. Mà con Groom Shroom kia nó không bắn bơ thì khó thực sự luôn cho mình. Bắn bơ ra, một phát bơ thôi. Một phát bơ duy nhất thôi. Ái trời ơi, đây rồi. Một phát bơ duy nhất. Đúng rồi, sao mà không bắn sớm. Bơ nữa đi. Ui, may quá. Phát đấy may mà nó giết được luôn. Phát đấy mà không kịp thì chắc là thua luôn đấy. Bởi vì mình chưa thấy cái dấu hiệu nó bắn bơ ra. May quá mà mới win được. Ô, phát này thì win chặt nha. Phát này win chặt. Vừa có hoa thần tài, vừa có mưa ngôi sao thì win chặt luôn. Có cả cái này là cây acid nữa thì win chặt luôn. Rồi. Tiếp đây, tiếp. Ô, lượng cây như thế này thì đánh sao được. Trời ơi, cây nó phải chuẩn bài, chuẩn form như thứ tí chứ. Ôi, 2 pháo à. Thử xem 2 pháo có ăn được không anh em nhá. Thử xem 2 pháo xem nào có ăn được không nhá. Mình nghĩ là 2 pháo thì cũng hơi khó ăn nhưng mà thôi, kệ, cứ thử xem. 2 pháo này. Ô, chưa biết chừng lại ăn được luôn đấy chứ. Nhưng mà không, con IMP kia hơi khó đỡ nha. Con IMP kia là hơi bị khó khăn đấy nhá. Từ phát bơ này, bắn đam này. Ăn được. Con Groom Shroom nó sẽ lo phần đam còn lại. Quá tuyệt vời. Một tràng vỗ tay dành cho cặp đôi pháo ngô nguyên tử và pháo ngô băng cộng với lại Groom Shroom. Quá tuyệt vời, quá hay, quá ok luôn. Tuyệt vời. Kết hợp, một màn kết hợp có thể nói là trên tung dưới hứng, trên nhường dưới kính. Được cái chứ. Ôi, rồi. Ui, pha này thì nâng crit hit cơ bông thì mình cũng thắng. Ôi giời, khẳng định luôn với anh em, pha này nâng crit hit cơ bông, ngồi chơi mình cũng thắng. Đóng bơ nó làm đứng im zombie như này mà không win nữa chịu đi. Đam được 2 con này mà không đủ nữa thì tôi chịu luôn đấy. Ơi, từ từ, gáy à? Từ từ, gáy hơi sớm anh em ơi, gáy hơi sớm. Mày quá mà win. Không đấy, pha đấy mà không win thì thôi. Thực sự chắc là anh em comment ở dưới phía dưới, chắc mình bảo mình là mõm, bảo mình là chém gió, bảo mình là gáy sớm ăn gì đấy. Thực sự luôn, pha này thì win chặt rồi. Phải hên quá mà vừa nãy thắng. Càng vừa nãy mà không win thì thực sự luôn là không biết giấu mặt đi đâu luôn ấy. Thế rồi, ok, win được gọi là ok rồi. Ồ, cây như thế này á. Cây như thế này thì mình không biết là có ăn được không nha. Bởi vì không có cây gây đam liên tục. Cái cây pi đại pháo này thì cây đam chậm lắm. Không có làm chậm nữa. Không có đóng băng bơ cái thứ gì nên là cũng hơi khó này. À, có cái lồng. Ôi, may quá mà có cái lồng. Pha đấy mà không có cái lồng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì cái lồng nó ngăn cản con bi tiến tới. Sau này còn đi đến đây là còn bị gai của con thép gai, con gút gai này nó, nó gây đam nữa. Ôi, may đấy. Pha này là cũng combo đấy anh em ạ. Pha vừa rồi là cũng combo ấy chứ. Ok, như thế này thì ăn làm sao được ta. Mỗi một con hoa thần tài. À, nhưng mà ăn được. Con hoa thần tài đam to lắm. Con hoa thần tài đam to khủng khiếp ấy. Từ từ, con IMP. Ồ, may quá mà con IMP nó bị giết kiểu hên thế. Và đấy, mà con IMP nó mà không bị giết thì thực sự anh em mình sẽ không biết đối diện với những cái thử thách gì luôn đấy. À, thậm chí nếu như mà không có con IMP, không còn giết được con IMP thì coi như là thua luôn rồi. Tơn này à? Tơn này thì đảm bảo anh em là win. Tơn này mà không win thì thôi. Tơn này mà không win thì thôi. Hứa với anh em là thứ bảy chủ nhật live. Nếu như mà tơn này không win. Tơn này mà không win thì hứa với anh em là thứ bảy chủ nhật live nhá. Ơi, nhưng mà chưa biết chừng nha. Chưa biết chừng nhá. Win luôn rồi, mày thế. Mày thế mà nó win thì không thì phải like cả thứ bảy chủ nhật. Mày thế ơi. Tí thì cút. Tí thì cút. Ê, pha này thì sao? Pha này thì sao? Pha này thì chưa biết chừng nhá. Pha này thì bắn được một phát pháo ngô. Pha này thì bắn được một phát pháo ngô, đóng băng được con Football Gargantuar. Xong còn lại thì dựa hoàn toàn vào khả năng gây đam của con mèo may mắn rồi. Rồi, con mèo may mắn mà gây đam thêm được thì còn có thể ăn được thêm. Còn nó mà không ăn được thì có con acid. Có acid. Ôi trời, tuyệt vời. Tuyệt vời, đúng là combo vào một phát là có thể ăn được ngay mà. Nó phải như thế, nó phải như thế. Ôi, tơn này thì không ăn được, tơn này thì không có cây nào xịn thì có thể gây đam được cả. Tơn đấy thì hơi khó, tơn này thì có khả năng ăn được. Tơn này thì có khả năng ăn được, có làm chạm từ con Gunus của nó băng. Có cây đam từ con dưa hấu và con Grumstrum bí ngô thì tuyệt vời. Thắng chắc luôn, thắng chắc luôn. Không thắng hơi phí. Đấy, gục đi. Đây rồi. Pha này mà không win nữa thì pha nào mới win anh em. Ok, xúc đi, chúng ta tiếp tục thôi. Chơi kiểu này cuốn nhỉ anh em nhỉ? Chơi kiểu này thực sự cuốn luôn. Ô, gacha ra gacha kìa. À, tơn này thì phải dựa vào đại pháo pi à? Dựa vào đại pháo pi mà bắn ok được thì mới ăn thua, chứ còn không thì cũng hơi khó. Thử xem nào. Một phát nữa đi. Một phát nữa. À, ăn được đấy. Nghe chừng là ăn được đấy anh em ạ. Nghe chừng là ăn được đấy. Ăn được đấy. Ừ, rồi tiến vào bị con Gunus Guy nó gây đam. Một phát đập, hai phát đập, ba phát đập, bốn phát đập. Ui mày thế. Con Gunus Thép Gai này của mình nó chịu được 5 phát đập, 6 phát đập, 7 phát đập, 8 phát đập cơ. Đấy, cho nên là thoải mái. Mình tự tin luôn pha đấy mà. Ôi, ui. Hai con acid, một con kia thì chịu. Không ăn được, không ăn được. Mình nghĩ là không ăn được. Thế cho nên là chúng ta sẽ xúc đi luôn. Với một cái lực lượng cây như thế này thì tự tin luôn. Gunus rồi này còn cả hamburger, quá tuyệt vời. Làm sao có thể thua được pha này? Ô không, thua nhá. Thua thật đấy anh em ạ, thua thật đấy. Từ từ để xem là con IMP kia nó bị giết không đáng. Con IMP nó mà không bị giết là thua. Thua rồi. Con IMP nó không bị giết là thua anh em ạ. Cày thế. Làm lúc kiểu ta bị giết bởi con IMP, thua bởi con IMP chứ không phải thua bởi con Gargantuar Football. Cày dã man thật. Không sao. Cày chúng ta làm lại thôi. Không sao cả. Cày đến đâu thì chúng ta làm lại đến đấy. Ui giời ôi, quá ngon, quá Covid tình yêu tuyệt vời luôn. Xúc đi luôn rồi gì nữa. Win luôn rồi còn gì. Ơi, pha này tiếp tục. Ôi chồng đập Grumstrum à? Grumstrum với lại con này thì thua rồi. Chắc chắn thua rồi. Làm sao ăn được? Pha này làm sao ăn được? Mỗi con Grumstrum kia thì không đỡ đâu. Làm sao ăn được? Ok, tơn nữa xem nào. Đây, tiếp tục ở đây. Ở đây. À, ăn được. Cặp đôi này thì có thể ăn được. Cặp đôi này có thể giúp mình có thể chiến thắng được. Con dưa hấu băng thì thoải mái rồi. Thêm qua cái pin nữa thì quá ok. Đấy, ăn chặt luôn chứ còn gì nữa đúng không? Ăn chặt luôn. Ăn chặt. Ơi, từ từ nha. Chưa biết đâu được nha. Ai, mày quá cứ dọa mình. Nó cứ dọa mình em ạ. Pha đấy nó cứ tưởng nó dọa mình, nó cho mình die. May mà chưa die. Ok đấy. Ôi, pha này thì ăn được. Pha này thực sự anh em luôn là ăn được. Bởi vì con mưa sao này nó đã gây rất nhiều đam lên con Football Gargantuar rồi. Xong này còn bị cả con YKNP nó dồn đam mà nữa thì ăn được, ăn chặt luôn. Ok, tơn tiếp theo. Bowling Gunus với lại hoa thần tài win. Pha này thì win rồi. Win chặt luôn chứ còn gì nữa. Ui giời, còn bowling Gunus nổ nữa thì quá tuyệt vời. Win nhanh luôn đấy là khác ấy chứ. Ấy, quá hay luôn. Nào, tiếp tục đi. Ôi, tơn này thì không ăn được, tơn này thì hơi khó, tơn này thực sự là khó luôn. Ôi, trồng tiếp. Tơn này thì sao? Không, Tôi này thì cũng chịu, tôi này thì cũng chịu thật luôn. À, tơ này thì có khả năng ăn được. Tơ này thì có khả năng ăn được. Có con hamburger thì có khả năng ăn được anh em ạ. Trừ phi mà nếu như mà không bị cái con IMP kia nó phá thì ăn được chắc luôn. Còn nếu như mà bị con IMP kia nó phá thì thôi thua. Nó mà ném con IMP là mình thua. Không ném IMP à? À, nếu như mà không ném IMP thì mình có khả năng win đấy chứ. Ôi nhưng mà chưa biết chừng nha. Chưa biết chừng nha. Đập à? Đập à? À bị bơ. Ờ mày thế. Phát cuối cùng may mà có bơ nhá. Phát cuối cùng, phát vừa rồi may mà có bơ nhá. Phát vừa rồi mà không có bơ là chim cút trôi xéo đấy anh em ạ. Hên thật sự luôn. Hên. Phải nói là pha vừa rồi hên. Pha vừa rồi nhân phẩm cao đấy. Tơn này à? Tơn này thì mình không đánh giá quá cao cho lắm. Thực ra tơn này thì không ăn được đâu. Không ăn được thực sự luôn. Hay là thôi nhỏ đi, cho tơn khác ra cho nó mới luôn cho nhanh. Tơ này thì ăn chắc này. Tơ này thì ăn chắc này anh em này. Tơ này ăn chắc này. Có dưa hấu băng thì thoải mái này. Sau này còn cả Groom Shroom nữa thì quá tuyệt vời. Ăn chắc luôn. Đấy, dồn đam và đi dưa hấu ơi. Dồn đam và đi. Làm rơi mũ nó nào. Groom Shroom chuẩn bị bắn nhá. Groom Shroom nhá. Bắn đi, đúng rồi. Bơ đi, bơ đi, bơ. Đấy rồi, bơ tuyệt vời luôn đi chứ. Phát bơ liên tục nữa thì ngon. Bơ đi, bơ nữa. Đúng rồi. Tuyệt vời. Ăn 2 quả bơ thế. Đỡ rồi được nữa. Ok anh em, chắc phát này sẽ là phát cuối cùng anh em nhá. Phát này chắc là phát cuối cùng nhá. Ôi phát cuối cùng mà ra cây lỏ như thế này á. Đỡ kiểu gì. Phát cuối cùng phải ra cây nó xịn xịn một tí. Đây xem nào. Ui cây này thì mình cũng không chắc là có thể ăn được đâu. Cây như này thì mình cũng không chắc là có thể ăn được đâu. Có mỗi con qua cái NP để có thể gây đam được thì khó lắm. Có mỗi con qua cái NP ăn được thì khó lắm. Ôi chịu rồi anh em ơi, chịu rồi. Con qua cái NP không thể gây, không thể giết được con này. Không thể giết được con này dựa vào đam của con qua cái NP. Thật luôn mà. Ôi chịu. Ok, mình sẽ xin phép anh em kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu như anh em vẫn tiếp tục ủng hộ cái series hộp quà Gacha này thì hãy để lại một comment ở xuống bên dưới cho mình biết anh em nhé. Và nếu anh em thích cái video này thì để lại cho mình một like, một subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha anh em nhé. Ok, và cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye.